Để có thể điền vào form thì sẽ làm các bước như sau. Bước 1 thì sẽ phải vào cái đơn vị cung cấp dịch vụ mail, ví dụ như là Mailchimp. Đăng ký tài khoản đây. Phía đăng ký tài khoản em tự làm, sau đó thì em đăng nhập vào trong hệ thống này. Sau khi đăng nhập xong thì đây là giao diện, em vào phần đó là danh sách. Trong danh sách này thì mình sẽ tạo ra một clip để mình nhận những cái người đăng ký ở trong cái phần chúng ta đã điền. Ví dụ tạo ra clip mới. Vâng, ra đây nhé, ra đây, ra đây. Vâng. Sẽ tạo một cái link mới. Tên này là khách hàng đăng ký lấy giá. Default from email đó. Cái này là do cái mail chúng ta tạo ở đây. Tạo tài khoản này bằng mail gì thì điền vào đây. Chỗ này là chỗ để mình thông báo với họ tại sao họ nhận được mail. Xếp lại. Sau khi chúng ta xếp cái này xong thì ở đây nó có một cái sign up form. Ấn vào sign up form. Ở đây thì bắt đầu mình sẽ tạo ra một cái form để điền vào. Đây mình sẽ chỉnh sửa lại cái này. Ở đây nó có trường này, họ tên này, sửa nhé. Email này. Đây nó có design này. Mình sẽ sửa các trường đây. Chọn như thế. Đây là email first name sửa tên là last name. Cho đây là number. Sửa này. Quá nhỉ. Ok, tự lại. Và như vậy là mình đã ra được một cái form có email, tên, số điện thoại đúng không?
Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là sẽ phải cho cái form này nó gắn vào. Thì ở đây nó có nhiều kiểu này, ví dụ như là chúng ta muốn là có một cái form có confirm email này, nó có confirm thank you này, có welcome email, tức là nó sẽ có gửi một cái thư về này, tùy mình sign up sau khi người ta đăng ký xong thì nó sẽ nhảy đến một cái trang nào đó, thì đấy là cái cách để mình chọn ở đây. Hoặc là chuyển đến trang đăng ký, ở đây nó có rất nhiều cách để mình có thể chọn được cái trang này của mình làm cái gì. Ok, xong mình xong cái form này rồi. Thì nhiệm vụ của chúng ta là gắn cái code nó vào. Chúng ta nhìn thấy đây là có cái embed code, chọn cái embed code. Đây chính là cái form của mình đây. Và bây giờ chúng ta lấy cái code này gắn vào. Kéo dài ra cho nó đủ cân. Xong nhé.